gây rối của Tổ Đồng Thuận. Cùng với việc gửi đơn khiếu kiện, trong đó có cả khiếu kiện vượt cấp đi khắp nơi, Tổ Đồng Thuận vẫn đã tổ chức nhiều hoạt động gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. 1. Tụ tập đông người, cản trở, gây rối tại khu vực kiểm đếm. Cuối năm 2016, khi Ủy ban Nhân dân huyện tiến hành các bước để giải phóng mặt bằng khu vực đất quốc phòng mà 14 hộ dân, trong đó có nhà ông Toán và ông Viễn đang sử dụng, thì Tổ Đồng Thuận đã tập trung về đây để ngăn cản chính quyền và gây rối. Trong các ngày đầu tháng 11 năm 2016, số người này tập trung gây rối, cản trở các hội nghị của Đảng, chính quyền, đoàn thể xã khi tuyên truyền phổ biến kết luận của thành phố về đất sân bay Miếu Môn. Tiếp đó, đến các ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2016, số người này tiếp tục kéo đến khu vực kiểm đếm giải phóng mặt bằng để chửi bới, gây rối, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, kéo về Ủy ban Nhân dân xã để tiếp tục chửi bới, xúc phạm lãnh đạo địa phương. 2. Tụ tập đông người, tuần hành trái pháp luật, kéo lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Trung ương. Mặc dù các kiến nghị của Tổ Đồng Thuận về đất đồng xanh đã được huyện, thành phố tuyên truyền, giải thích và có trả lời rõ ràng, nhưng Tổ Đồng Thuận vẫn tiếp tục lôi kéo người dân tụ tập đông người, kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và Trung ương, gây rối với các danh nghĩa là đi khiếu kiện đòi đất quốc phòng. Ngày 21 tháng 10 năm 2016, đám đông kéo ra trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố đòi gặp lãnh đạo thành phố. Ngày 17 tháng 11 năm 2016, những người trong Tổ Đồng Thuận đã lôi kéo khoảng 100 công nhân đi tuần hành trái phép từ Ba La đến Ngô Thị Nhậm, mang theo nhiều băng rôn, khẩu hiệu gây phức tạp tình hình tại địa bàn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của thủ đô. 3. Gây rối, ngăn cản các hoạt động tuyên truyền của xã, các hội nghị tuyên truyền, cản trở các tổ công tác tuyên truyền, gây rối khi các đoàn công tác của lãnh đạo huyện về. Để người dân hiểu rõ về diện tích đất quốc phòng tại khu vực Đồng Xanh, chính quyền và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã tổ chức hoạt động tuyên truyền tại địa bàn. Tuy nhiên, Tổ Đồng Thuận đã tìm mọi cách để ngăn cản tiếng nói của chính quyền đến với người dân địa phương. Số người này tiếp tục tụ tập đông người để gây rối tại các hội nghị tuyên truyền mà huyện tổ chức vào các ngày mùng 7 và mùng 9 tháng 11 năm 2016. Sau việc làm này, chính quyền đã buộc phải tiến hành xử lý vi phạm hành chính về hành vi gây rối đối với một số đối tượng quá khích như Bùi Thị Nối, Lê Thị Loan. Thậm chí, hệ thống loa phát thanh của chính quyền xã cũng đã bị vô hiệu hóa mỗi khi phát nội dung liên quan đến đất quốc phòng. Không còn cách nào khác, chính quyền và các cơ quan chức năng buộc phải tìm cách gặp gỡ và cho người xuống địa phương để tuyên truyền, giải thích. Nhưng khi các đoàn công tác của thành phố, huyện và quân đội về địa phương làm việc thì đều bị số người trong Tổ Đồng Thuận kéo đến đe dọa, chửi bới. Ngay cả các hộ gia đình tiếp đón để được nghe giải thích cũng bị các đối tượng hành hung, đe dọa. Chí, các đối tượng còn khóa cổng và tập trung đông người chắn trước cổng để không cho các đoàn công tác rời khỏi địa bàn. Điển hình là vụ việc ngày 1 tháng 3 và 7 tháng 3 năm 2017. Sau vụ việc này, Công an thành phố Hà Nội đã buộc phải khởi tố vụ án hình sự về tội danh gây rối trật tự công cộng. 4. Tổ chức tuyên truyền xuyên tạc các nội dung liên quan đến đất quốc phòng. Nhằm lôi kéo những người thiếu hiểu biết tham gia hoạt động chống đối, Tổ Đồng Thuận đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, lừa phỉnh khiến nhiều người dân lầm tưởng, hiểu sai bản chất của vụ việc. Số người này đã cho phát tán tờ rơi, tài liệu có nội dung xuyên tạc, kích động về đất quốc phòng tại sân bay Miếu Môn, rồi tung tin đồn thất thiệt đánh vào tâm lý, lòng tham của người dân liên quan đến đất quốc phòng như xã, huyện bán đất cho Viettel với giá 200 tỷ. Viettel không phải là đơn vị quân đội mà là doanh nghiệp. Viettel bán đất cho Trung Quốc. Đất Đồng Xanh bán với 6 triệu trên 1 mét vuông nên rất có giá trị. Đất Đồng Xanh có vàng nên có người Trung Quốc đến lấy một nắm đất mang đi. Đất Đồng Xanh có tổng giá trị là 3.000 tỷ đồng. Ai đi đòi đất sau này sẽ được chia nhiều đất ở Đồng Xanh, khiến cho nhiều người mê muội tưởng đó là sự thật và tham gia cùng Tổ Đồng Thuận. Thậm chí, Tổ Đồng Thuận còn thành lập những nhóm người toàn những kẻ khuyết tật, thần kinh, say rượu như Nguyễn Văn Tuyển,
Bùi Văn Niên, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Toàn, Trần Văn Hải. Kéo loa đi khắp xã để tuyên truyền xuyên tạc về đất quốc phòng, vu khống, đe dọa chính quyền, sử dụng loa công suất lớn hướng thẳng vào nhà số cán bộ và quần chúng tích cực để khủng bố tinh thần. Cuối cùng, các đối tượng cũng thường xuyên tổ chức nhóm họp và một số đối tượng sau đó quay phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook với nhiều nội dung tục tĩu, vu khống, xuyên tạc vụ việc Đồng Tâm và chửi bới cán bộ xã, huyện, thành phố. 5. Tổ chức các hoạt động xâm chiếm đất quốc phòng. Trong khi chính quyền các cấp và Bộ Quốc phòng vẫn kiên trì ra sức tuyên truyền, vận động và tiếp tục có những văn bản trả lời về kiến nghị đất tại sân bay Miếu Môn từ cuối tháng 2 năm 2017, nhưng Tổ Đồng Thuận vẫn tổ chức cho người dân tràn vào khu vực đất quốc phòng để ngăn cản lực lượng quân đội thi công dự án quốc phòng, đẩy đuổi lực lượng bộ đội ra khỏi khu vực đất quốc phòng, tự ý giao chia đất, sử dụng các phương tiện và sức người để cày xới, làm thay đổi hạn trạng đất, xây dựng trái phép các công trình trên đất, tổ chức người canh gác ngăn cấm lực lượng công an, quân đội đến khu vực trên, tổ chức trồng trọt hoa màu, cây cối trái phép trên đất. 6. Sử dụng các thủ đoạn để trấn áp tư tưởng người dân. Mặc dù bị tác động, song vẫn có một bộ phận người dân hiểu bản chất vụ việc, từ đó không bị các đối tượng trong Tổ Đồng Thuận kích động, lôi kéo vào những hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, những người này lại thường xuyên bị các đối tượng tìm cách cô lập và đe dọa. Những người có quan điểm xây dựng tích cực, phản đối Tổ Đồng Thuận thì bị chửi bới, đe dọa, vận động cô lập, không cho giao dịch buôn bán. Thậm chí, những người là cán bộ công tác tại chính quyền xã còn bị dằn mặt bằng các chiêu trò bẩn thỉu như ném chất thải, chất bẩn vào nhà, đe dọa người, đốt nhà. Hơn thế, số người quá khích còn công khai thách thức chính quyền, tuyên bố sử dụng vũ khí nóng, hướng dẫn chế tạo bom xăng, sẵn sàng đổ máu để giữ đất. Một số tìm cách vận động người dân không đưa con em đến trường để gây áp lực. Số khác tìm cách xúi giục các hộ dân có đất hợp đồng sử dụng đất quốc phòng không chấp hành việc di rời khi hết hạn hợp đồng. Đặc biệt, bản chất phản động, bán nước của nhóm người trong Tổ Đồng Thuận đã thể hiện cực kỳ rõ nét khi tìm cách câu kết, móc nối với những đối tượng bất mãn, phản động bên ngoài, thậm chí liên hệ trực tiếp với số đối tượng nước ngoài để kêu gọi sự ủng hộ của các nước đế quốc tư bản, sẵn sàng bán rẻ Tổ quốc. Và cuối cùng, vẫn tiếp tục là hoạt động tụ tập đông người để gây áp lực. Ngay cả những hộ dân kinh doanh vật liệu xây dựng hợp đồng sử dụng đất của 14 hộ dân ở trong khu vực đất quốc phòng vẫn bị các đối tượng đe dọa, gây áp lực. Vụ việc ngày 15 tháng 4 năm 2017 là cao trào của sự ngông cuồng, coi thường pháp luật của Tổ Đồng Thuận khi bắt, giam giữ 38 cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội xuống địa bàn làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Là gì? Thành phần ra sao? Tổ Đồng Thuận được thành lập từ tháng 5 năm 2014 với 21 thành viên. Trong số đó, có cả một số đảng viên tự ý tham gia Tổ Đồng Thuận mà không được sự chấp thuận của cấp ủy đảng phụ trách. Với phương châm chống tham nhũng, đòi quyền lợi cho dân, trong thời gian đầu, Tổ Đồng Thuận đã hoạt động đúng tôn chỉ mục đích khi tìm ra sai phạm của một số cán bộ địa phương. Tuy nhiên, thời gian về sau, từ cuối năm 2015 đến nay, Tổ Đồng Thuận đã đi quá giới hạn khi lợi dụng lòng tin của người dân để tổ chức các hoạt động gây rối an ninh trật tự tại địa bàn. Mặc dù các thành viên trong Tổ Đồng Thuận luôn miệng chửi bới chính quyền các cấp là tham ô, tham nhũng, cướp đất của người dân và tự phong mình là đại diện cho người dân ở địa phương đi đấu tranh để đòi quyền lợi cho nhân dân, nhưng nhìn lại thành phần trong Tổ Đồng Thuận thì có thể thấy rằng đây là một nhóm người ô hợp với đủ thành phần bất hảo ở địa phương. Lê Đình Kình, xóm 1A, thôn Hoành, thủ lĩnh của Tổ Đồng Thuận. Với vai trò thủ lĩnh, ông Lê Đình Kình là người đưa ra các quyết sách, phát ngôn chính của Tổ Đồng Thuận. Từ năm 6 tuổi, ông Kình đã bị tàn tật ở chân nên đi lại rất khó khăn. Năm 1949, khi ông Kình mới 13 tuổi, phải theo mẹ vào Hòa Bình để sinh sống. Đến năm 1958, ông Kình mới trở về địa phương. Lúc này, cả nước đang sôi sục chống giặc Mỹ. Khi mà lớp lớp thanh niên tòng quân ra trận thì ông Kình không phải nhập ngũ để ra chiến trường như bao thanh niên khác. Từ năm 1966 đến năm 1982, ông Kình giữ các chức vụ trưởng công an xã, phó chủ tịch xã,
Phó Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm. Nhưng đến tháng 1 năm 1983, sau đại hội Đảng bộ xã, ông Kinh đã không trúng cử đảng ủy viên do bị mất tín nhiệm từ vụ ăn chặn 200 kg thóc của hợp tác xã. Đây là số thóc của chính quyền thu được từ các hộ canh tác cá thể và dự định hỗ trợ cho dân nghèo. Do không trúng cử đảng ủy viên nên ông Kinh đồng thời bị mất chức bí thư đảng ủy xã. Anh em cán bộ lãnh đạo xã lúc bấy giờ đã thương tình cho hoàn cảnh khó khăn của ông Kình nên vẫn bố trí cho ông Kình tiếp tục được công tác ở xã với công việc là thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân xã cho đến khi nghỉ hưu. Nhưng kể từ khi bị mất chức bí thư, ông Kình đã nảy sinh thù hận, bất mãn với chính quyền. Và đây chính là nguyên nhân để ông Kình tổ chức và tham gia các hoạt động kiện cáo tại địa phương với mục đích trả thù. Hôm nay là ngày 30 tháng 10. Năm 2018, như thường lệ, nhân dân xã Đồng Tâm, những người đang làm công tác phòng và chống tham nhũng sẽ tiến hành kỳ họp thường kỳ để nhắc lại một số việc mà chúng ta cần nghe, cần biết và cần làm. Trong các vụ kiện cáo, ông Kình luôn kêu gào cán bộ và một số quần chúng ở xã lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép. Nhưng trên thực tế, chính ông Kình mới là kẻ có thâm niên về việc lấn chiếm đất đai. Khu đất của gia đình nhà ông Kình đang ở trước đây là mua của gia đình ông Ba Mèn từ năm 1976 với tổng diện tích là 60 m². Cạnh đất nhà ông Kình có một thùng phân của xóm 1. Về sau, gia đình nhà ông Kình lấn chiếm đất diện tích đất thùng phân này và một phần diện tích đất canh tác phía sau nhà để xây dựng nhà ở như hiện nay. Giờ đây, tổng diện tích đất của gia đình nhà ông Kình lên tới 395,2 m². Trong đó, nhà ông Kình đang sử dụng 238,3 m². Lê Đình Công, con cả của ông Kình, sử dụng 52,4 m². Lê Đình Chức, con thứ của ông Kình, sử dụng 104,5 m². Bên cạnh đó, diện tích đất của gia đình nhà ông Kình mua lại của ông Lê Đình Sĩ ở xóm 2, Đồng Tâm là đất nông nghiệp, không thể chuyển đổi thành đất ở. Nhưng bất chấp các quy định của pháp luật, gia đình nhà ông Kình vẫn ngang nhiên xây dựng đất công trình kiên cố tại diện tích đất trên. Mặc dù đã từng là lãnh đạo tại địa phương, nhưng không giống như nhiều lứa cán bộ cùng thời, cuộc đời ông Kình đầy rẫy những điều u tối và bất hạnh. Người vợ cả của ông Kình không may qua đời khi đang còn trẻ, để lại cho ông Kình lũ con thơ dại. Ông Kình phải lấy vợ hai để nuôi các con. Thế nhưng, ông Kình đã không hoàn thành trách nhiệm của một người cha khi không thể định hướng tạo dựng sự nghiệp cho những người con của mình. Hầu hết con cái của gia đình nhà ông Kình, bao gồm 6 người con gái và 2 người con trai, đều không có nghề nghiệp ổn định, kinh tế khó khăn và nghèo túng. Trong đó, cả 2 người con trai của ông Kình đều là thành phần cờ bạc, rượu chè, chơi bời có tiếng ở địa phương. Nhưng đau đớn hơn, đến đời cháu của ông Kình còn đồ đốn hơn những đời cha ông mình khi 2 cháu nội đích tôn của ông Kình đều mang trên mình nhiều tiền án, tiền sự. Có lẽ vì những lý do trên mà ông Kình sinh ra bất mãn chế độ, ghen cựa, ganh ghét với người khác hơn mình. Cộng thêm mối thù xưa từ khi bị mất chức nên ông Kình quyết tâm khiếu kiện phá làng, phá xóm. Bùi Viết Hiểu, xóm 4, thôn Hoành. Trong tổ đồng thuận, ông Bùi Viết Hiểu là người thứ 2 có tiếng nói sau thủ lĩnh Lê Đình Kình. Ông Bùi Viết Hiểu là kẻ mưu mô, xảo quyệt, là người vạch ra các mưu hèn, kế bẩn cho tổ đồng thuận. Lý lịch của ông Bùi Viết Hiểu cũng không kém phần đen tối so với thủ lĩnh Lê Đình Kình. Khi còn công tác ở địa phương, ông Bùi Viết Hiểu giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng như phó chủ nhiệm hợp tác xã phụ trách ngành nghề, chi hội trưởng cựu chiến binh xóm, phó chủ tịch cựu chiến binh xã, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, trong thời gian công tác, do nhiều sai phạm nghiêm trọng như tham ô lúa sản phẩm của xóm 4, chơi phường hụi trái phép và bị vỡ, vô trách nhiệm làm hư hại 1.000 kg hạt giống chè của hợp tác xã, tự ý tháo dỡ và bán 2 nhà kho của hợp tác xã. Chính vì thế, năm 1990, huyện ủy Mỹ Đức đã có nghị quyết kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Bùi Viết Hiểu. Từ đó, hắn luôn tỏ ra thù hằn, bất mãn với chính quyền. Một trong những phần quá khứ làm nên tên tuổi bị ổi của ông Bùi Viết Hiểu và người dân địa phương ai cũng biết, đó là khi Hiểu còn đang giữ chức chủ nhiệm hợp tác xã. Hiểu đã có quan hệ bất chính với bà Bùi Thị Trần, xóm 7, khiến bà Trần mang thai ngoài giá thú nhưng không thừa nhận. Khi đứa bé mới cái tên Bùi Văn Phúc được sinh ra,
ông Hiếu đã nhục nhã chối bỏ đứa con trai của mình vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Sau này, khi ông Hiếu muốn nhận lại Bùi Văn Phúc là con của mình, thì Bùi Văn Phúc đã thẳng thừng tuyên bố không chấp nhận một người cha hèn hạ, đê tiện như ông Hiếu. Và cũng như ông Lê Đình Kình, mặc dù làm cán bộ xã nhiều năm, nhưng ông Bùi Viết Hiểu cũng không nuôi dạy con cái đàng hoàng, tử tế. Vì thế, các con của ông cũng không có ai thành đạt, hầu hết là làm nông nghiệp và lao động tự do. Đây cũng là điều mà ông Hiểu luôn ganh ghét, đố kỵ với số cán bộ cùng thời. Lê Đình Công, sinh năm 1964, xóm 1A, thôn Hoành. Lê Đình Công là con trai của ông Lê Đình Kình, trần tài đắc lực của bố già Kình, kẻ chịu trực tiếp đứng ra tổ chức các hoạt động gây rối ở địa phương. Lê Đình Công là người được đánh giá đối tượng đầu to nhưng ít não, kẻ tai hèn kế mọn, dễ bị kích động và thường xuyên làm hỏng việc lớn. Vì thế, đã rất nhiều lần bố già Lê Đình Kình phải khuyên bảo dạy dỗ Công, nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy. Tiểu sử của Lê Đình Công chính là điều xấu hổ đối với ông Lê Đình Kình. Từ nhỏ, Công đã không được cha mẹ dạy dỗ nên tính tình ham chơi, lười làm. Lớn lên mặc dù đã lập gia đình nhưng Công vẫn duy trì tính cách đó, vẫn cờ bạc rượu chè liên miên. Mặc dù làm nghề thịt lợn trong nhiều năm, song không giống như những gia đình khác, gia đình Công vẫn dậm chân tại chỗ, cũng chỉ vì cái tính ham chơi quá đà. Không chỉ có Lê Đình Công mà vợ của Lê Đình Công cũng là một dân chơi có tiếng khi có mặt ở hầu hết các vụ thác loạn cùng chồng. Không những thế, còn có quan hệ bất chính với người bạn thân của chồng, cũng là đứa cháu trong họ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc Lê Đình Công dùng dao đâm người bạn thân này. Đối với người anh em trai Lê Đình Chức cùng cha khác mẹ, Lê Đình Công chẳng những không quan tâm, đùm bọc, giúp đỡ mà còn đứng ra tranh chấp từng mét đất với Chức, khiến gia đình mâu thuẫn, bất hòa, thậm chí không nhìn mặt nhau trong một thời gian dài. Nhưng có lẽ điều khiến Lê Đình Công đau đầu hơn cả đó là hai đứa con trai của Công là Lê Đình Doanh và Lê Đình Uy. Cả hai của thằng con của Công đều mang trên mình nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó, Lê Đình Doanh có tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật và tàng trữ trái phép chất ma túy. Lê Đình Uy có một tiền án về tội đánh bạc. Hiện, cả hai con trai của Công đều không có công ăn việc làm ổn định và thường giao du với các thành phần bất hảo, giang hồ để kiếm sống. Từ khi tham gia vào việc khiếu kiện, gần như gia đình Công không làm ăn gì, nhưng Công và gia đình vẫn sống đàng hoàng, thậm chí mua xe, sửa nhà, xây dựng chuồng trại, cho tiền em xây nhà, mua nhà cho con. Vậy, tiền đó Công lấy từ đâu ra? 4. Lê Đình Ba, sinh năm 1959, trú tại xóm 3, Đồng Tâm. Trong số các thành viên của tổ đồng thuận, thì Lê Đình Ba là người khôn ranh, mà mãnh, lọc lõi nhất, được người dân Đồng Tâm đặt biệt danh là con ma của làng. Lê Đình Ba gần như tránh mặt trong các hoạt động của tổ đồng thuận, nhưng lại là kẻ đứng sau để tham mưu, chỉ đạo cùng với Bùi Viết Hiểu đưa ra các quyết sách, thủ đoạn giúp Lê Đình Kình tổ chức các hoạt động gây khó khăn cho chính quyền. Lê Đình Ba có một tiểu sử khá sạch sẽ. Tuy nhiên, những ai tìm hiểu sâu về con người này mới thấy rằng Lê Đình Ba cũng là kẻ chẳng tốt đẹp gì. Khi còn trẻ, Ba từng tham gia tấn công bộ đội trường bắn Miếu Môn trong vụ việc Bùi Văn Lạng bị bắn chết. Những năm 78-79, khi mà cuộc chiến tranh biên giới Trung Quốc leo thang, Lê Đình Ba được điều động tham gia quân ngũ đi bảo vệ Tổ quốc. Nhưng đi được một thời gian thì Lê Đình Ba đã hèn hạ đào ngũ và trốn về địa phương. Trong thời gian làm ăn kinh tế, Ba vốn là một thợ xây với giấc mộng làm giàu nhanh. Khi không muốn làm thợ, Ba đã đứng lên làm chủ thầu xây dựng và thuê người thợ làm cho mình. Thế nhưng, Lê Đình Ba đã nhiều lần bung tiền của những người thợ xây nghèo khổ này. Trước khi xảy ra vụ kiện đòi đất sân bay Miếu Môn, Lê Đình Ba được quân đội tạo điều kiện cho thầu một số công trình tại trường bắn Miếu Môn. Nhưng về sau, chính Ba là kẻ chống đối quyết liệt quân đội khi tham gia đòi đất quốc phòng ở sân bay Miếu Môn. Trong vụ việc Đồng Tâm, Ba chính là kẻ thường xuyên giật dây, chỉ đạo đằng sau nhóm gây rối. Trong đó điển hình, các hoạt động xâm chiếm đất quốc phòng ở sân bay Miếu Môn, Ba là người đứng ra đo đất, ghi chép sổ sách, chia đất cho người dân. Trong vụ mùng 1 tháng 3 và mùng 7 tháng 3 năm 2017, Ba chỉ đạo số đàn bà
người già, người tàn tật, thành phần nát rượu, gây rối ở Ủy ban Nhân dân xã. Chính bà là người đứng ra đặt điều kiện với chính quyền và thay mặt số đối tượng khiếu kiện ký tên vào biên bản ra điều kiện trên. Sau khi bị bắt giữ ngày 15 tháng 4 và được tại ngoại về địa phương, bà không những không lấy công chuộc tội mà còn lật lọng, cấu kết với số đối tượng còn lại ở địa bàn để gây khó khăn cho việc giải cứu cán bộ chiến sĩ bị tạm giữ trái pháp luật tại xã. Hiện tại, hồ sơ về hoạt động vi phạm pháp luật của Lê Đình Ba đã được các cơ quan điều tra của Công an thành phố và Bộ Quốc phòng tập hợp đầy đủ, chỉ chờ thời điểm để đưa Lê Đình Ba ra xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng như các đối tượng khác, thời gian tham gia kiện cáo ở địa phương, Ba và vợ gần như không làm ăn gì, nhưng vẫn có tiền sửa sang nhà cửa khang trang, đàng hoàng. 5. Bùi Văn Nhạc, sinh năm 1942, trú tại 68, thôn Hoành. Nhạc là đối tượng có tiếng sau Kình, Hiểu, Ba, Công. Mặc dù là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với 3 huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, 1 huân chương chiến công hạng ba, nhưng Bùi Văn Nhạc lại tự ý tham gia tổ đồng thuận để gây rối tình hình tại địa phương. Lý lịch Bùi Văn Nhạc cũng thật sự xấu hổ. Mặc dù tham gia quân ngũ, không bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, nhưng Bùi Văn Nhạc lại làm giả hồ sơ để xây dựng người nhận chế độ. Không những thế, y còn lợi dụng việc con trai y bị tai nạn cụt tay mà y cũng làm hồ sơ giả cho con y được hưởng chế độ chất độc da cam, nhưng chính quyền phát hiện nên không chấp thuận. Từ những năm 80-90, Nhạc hai lần đi xây dựng kinh tế mới ở miền núi xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Cả hai lần, Nhạc đều nhận tiền hỗ trợ của nhà nước, nhưng do lười lao động, thích ăn chơi, nên trong khi những anh em khác ở địa phương làm ăn khá giả, giàu có, thì gia đình Nhạc cứ quanh quẩn với miếng cơm, manh áo. Vì vậy mà năm 1991, Nhạc phải đưa gia đình trở lại Đồng Tâm để sinh nhai. Mặc dù mang tiếng là đảng viên, luôn kêu gào đòi xử lý những người lấn chiếm đất, tham ô tham nhũng, nhưng chính Nhạc cũng là kẻ vô cùng tham lam khi lấn chiếm hơn 100 mét vuông đất cốc bàng ở xóm 8 để xây nhà. Năm 1990, Bùi Văn Nhạc bị xử lý kỷ luật đảng, khiển trách khi tham gia chơi phường hụi và bị vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Mặc dù bao nhiêu năm công tác trong quân đội, nhưng Nhạc không thể phấn đấu chính trị ở địa phương và con cái không có đứa nào trở thành người. Vì vậy, y trở nên bất mãn, ganh ghét với nhiều đảng viên và cán bộ lãnh đạo đương thời. Việc Bùi Văn Nhạc tham gia tổ đồng thuận ngoài bất mãn về chính trị còn là vì mục đích kinh tế. Nhạc sẵn sàng để Kình, Công, Hiểu, Ba lợi dụng con trai của mình là Bùi Văn Niên, người bị tàn tật để tham gia các hoạt động gây rối khi cho rằng công an sẽ không xử lý Niên. Từ khi tham gia tổ đồng thuận, mặc dù chẳng lao động gì, nhưng gia đình Nhạc vẫn có tiền để xây dựng nhà cao, cửa rộng ở xóm 8. Con trai Nhạc là Bùi Văn Niên bị tật nguyền nhưng cũng tham chơi, lười làm như bố nên bị vợ bỏ theo người khác. Giờ chẳng làm ăn được gì, chỉ suốt ngày ra đồng xanh để canh giữ thuê cho tổ đồng thuận. Trong quá trình Nhạc tham gia vào tổ đồng thuận, Nhạc được Kình, Công chia cho chút tiền thu được từ việc kiện cáo. Nhạc cũng lợi dụng là thành viên trong tổ đồng thuận nên được vay cả tiền của Đình để tham gia xây nhà, vay 40 triệu, giờ vẫn không có tiền để trả. Trong các vụ việc gây rối ở địa phương, nhất là vụ 15 tháng 4 năm 2017, Nhạc và Hiểu là hai đối tượng cầm đầu chỉ đạo bạo loạn. Vì vậy mà việc Nhạc bị bắt giữ chỉ là vấn đề về thời gian. Cùng với đó, những hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm điều lệ đảng, Nhạc đang bị huyện ủy xem xét kỷ luật đảng. Và mức xử lý xứng đáng nhất với Nhạc thì chắc chắn ai cũng có thể đoán được. 6. Một số đối tượng khác. Bùi Thị Nối. Bùi Thị Nối sinh năm 1958, trú tại xóm 6, thôn Hoành, Đồng Tâm, là đối tượng thường xuyên kiện cáo ở địa phương từ trước khi thành lập tổ đồng thuận. Nối và chồng là Nguyễn Hạ Thuân đều là đối tượng tham gia tổ đồng thuận và tích cực hoạt động gây rối tại địa phương. Nối là kẻ cầm đầu trong nhóm phụ nữ của tổ đồng thuận. Từ khi tham gia tổ đồng thuận, Nối nhận Kình là bố nuôi và thường xuyên bỏ bê gia đình, con cháu để đến chăm sóc ông Kình. Nối có một lý lịch rất đáng xấu hổ. Bản thân từng có một tiền sự về hành vi gây rối tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã năm 2016. Ở xóm, Nối nổi tiếng là kẻ nanh nọc, gây mất đoàn kết trong gia đình và hàng xóm láng giềng.
Nối từng cầm dao chém chồng do mâu thuẫn xảy ra vào năm 2016. Gần đây, do mâu thuẫn với nhiều người ở xóm, Nối thậm chí còn dùng vũ khí đánh trọng thương bà Côi là một người già yếu, tàn tật, là hàng xóm của Nối, khiến bà Côi phải nằm viện để điều trị. Do ăn ở không có được sự kính trọng của con cái nên Nối bị con cái xa lánh, phải chuyển sang ở riêng sau nhiều lần mâu thuẫn. Con trai Nối là Nguyễn Như Thành cũng thuộc thành phần cờ bạc, ma túy, chơi bời có tiếng ở xã. Sau những hành vi kích động và tham gia kích động ở địa phương từ đầu năm 2017, đặc biệt trong vụ việc 15 tháng 4 năm 2017, Nối đã bị công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ vi phạm pháp luật hình sự và đủ điều kiện để có thể bắt giữ bất cứ lúc nào. Lại thêm một vụ gây thương tích cho bà Côi thì tội của Nối ngày càng thêm nặng. Nguyễn Hạ Thuân. Nguyễn Hạ Thuân sinh năm 1953, trú tại xóm 6 Đồng Tâm, là chồng của Nối, cùng là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng Thuân lại là tay sai đắc lực cho Kình, Hiểu, Nhạc, Ba. Trong gia đình Thuân là người không có tiếng nói, bị vợ coi thường và phải thường xuyên nhịn nhục khi vợ xúc phạm, đe dọa. Từ năm 2004 đến năm 2010, Thuân được giao làm đội trưởng đội sản xuất của xóm 6. Tuy nhiên, trong thời gian này, Thuân lợi dụng chức vụ lấn chiếm 300 mét vùng đất ở sân kho xóm 6, ăn chặn tiền quỹ của xóm và các loại kinh phí đóng góp khác của xã viên, giải quyết các vấn đề mâu thuẫn của xóm thiếu công bằng. Gia đình có vợ chuyên đi kiện và con chơi bời, cờ bạc nên năm 2010, Thuân bị cách chức chi ủy viên chi bộ thôn. Từ đó, Thuân trở nên bất mãn, thù ghét cấp trên và những người cán bộ, đảng viên tích cực ở xóm. Về sau, khi Tổ Đồng Thuận được thành lập, Thuân đã tham gia tích cực và được Tổ Đồng Thuận nâng đỡ, sắp đặt cho Thuân trở lại làm trưởng xóm năm 2016. Mặc dù đang là đảng viên, cụm trưởng cụm dân cư số 6, nhưng với thời gian vừa qua, gia đình Thuân mới xây dựng công trình nhà ở lấn chiếm ra cả phần đường liên xóm, gây bức xúc cho người dân tại đây. Với các hành vi vi phạm pháp luật của Thuân trong vụ đòi đất sân bay Miếu Môn và gia đình, nhiều khả năng, thời gian tới, Nguyễn Hạ Thuân sẽ bị khai trừ đảng. Lê Thành Doãn. Lê Thành Doãn sinh năm 1930, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia Tổ Đồng Thuận từ năm 2013, nhưng bản thân Doãn cũng có nhiều sai phạm như: khi còn làm cán bộ xã, đã lấn chiếm diện tích lớn đất của tập thể như đất của hành lang bảo vệ sân kho, đất giếng thêu 50m², mương thoát nước của xóm 120m², nên giờ nhà y mới có diện tích rộng lớn như vậy. Khi còn làm cán bộ hợp tác xã, Doãn cho con trai là Lê Đình Bàn quản lý xay sát, gia công kho nhà nước, nhưng đã tham ô nhiều tấn gạo nên bị đi tù 6 tháng. Ở Tổ Đồng Thuận, Doãn không có tiếng nói vì không có trình độ ăn nói và bị nặng tai, nên tại các hội nghị ở xã, khi Doãn phát biểu thì các đại biểu đều bật cười hoặc đi ra ngoài. Doãn bị Kình lợi dụng danh tiếng cán bộ để phục vụ cho Tổ Đồng Thuận. Lê Thị Loan. Lê Thị Loan sinh năm 1966, trú tại xóm 13, là kẻ đồng bóng, tính khí bất thường, ăn nói thô tục, mật dạy. Khi bị Tổ Đồng Thuận lợi dụng triệt để khi cho gây rối ở xã, bản thân gia đình Loan cũng chiếm không ít đất ở địa phương như lấn sân bay, chiếm trồng cây bạch đàn, trồng xả, đất xóm 4, lấn chiếm đất nông nghiệp làm đất ở. Loan có một tiền sự về hành vi gây rối ở xã. Loan là một đứa con bất hiếu khi thường xuyên giả vờ bố đẻ là liệt sĩ của mình nhập hồn về để chửi bới bất dạy. Loan bị các đối tượng trong Tổ Đồng Thuận coi thường, nghi ngờ bất xén tiền quỹ của tổ nên không được làm thủ quỹ, và Tổ Đồng Thuận từng kéo đến nhà Loan chửi bới, xúc phạm khi cho rằng Loan ăn bớt 100 triệu tiền người dân đóng góp. Loan đã từng thề thốt không tham gia Tổ Đồng Thuận nữa, nhưng trong thời gian sau, Loan lại liếm bãi nước bọt vừa nhổ ra khi tiếp tục tham gia Tổ Đồng Thuận. Lê Thị Hoan, tại xóm 2, Đồng Tâm. Là đối tượng có thâm niên khiếu kiện lâu năm ở Đồng Tâm, Hoan cũng lấn chiếm một phần diện tích đất công ở gần nhà. Con trai là Đinh Văn Thành cũng thuộc thành phần chơi bời ở địa phương. Loan là đối tượng tham gia tích cực trong các vụ việc gây rối ở địa phương, nhất là trong vụ 15 tháng 4 năm 2017, Loan có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Đoàn Thị Dung. Đoàn Thị Dung sinh năm 1966, trú tại xóm 11 Đồng Tâm,
Mặc dù là em gái của nguyên chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện Mỹ Đức, nhưng Dung lại theo Tổ Đồng Thuận để chống đối chính quyền. Là đối tượng nanh nọc, vô học, Dung bị Tổ Đồng Thuận biến thành cái máy chửi ở xã. Nhìn lại bản thân Dung cũng chẳng tốt đẹp gì khi gần đây Dung công khai lấn chiếm 200 mét vuông đất nông nghiệp ở bãi sau trường cấp 1 để xây dựng nhà ở. Nhiều đối tượng tham gia hoạt động của Tổ Đồng Thuận thuộc thành phần như anh em nhà Nguyễn Văn Toan, Nguyễn Văn Tuyên ở xóm 5, xóm 8, Nguyễn Xuân Điều, xóm 6 đều là các đối tượng nghiện rượu, thường xuyên bị Tổ Đồng Thuận lợi dụng cho uống rượu say, sau đó sai bảo gây rối, chửi bới cán bộ xã. Một số đối tượng có tiền án, tiền sự ma túy, trộm cắp được Tổ Đồng Thuận triệt để sử dụng để làm đội quân bảo vệ như Lê Đình Doanh, Lê Đình Uy, con trai Lê Đình Công, có tiền án về cờ bạc, ma túy, cướp giật, Bùi Văn Tiến, xóm 8, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tiêu sử nghiện ma túy. Nguyễn Văn Nở, xóm 9, đều là đối tượng có tiền sử nghiện ngập, ma túy, trộm cắp. Nguyễn Quốc Tiến, xóm 8, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đối tượng cho vay nặng lãi. Sử dụng một số đối tượng thần kinh, tàn tật trong hoạt động như Bùi Văn Niên, xóm 8, cụt tay, Bùi Văn Tuyển, xóm 8, cụt tay, Lê Đình Quang, xóm 4, cụt tay, Trần Văn Hải, xóm 7, thần kinh, Bùi Văn Tuấn, xóm 7, thần kinh không ổn định. Sử dụng một số đối tượng là phụ nữ đanh đá, nanh nọc, nhận thức kém ở địa phương để kêu gào, chửi bới như Bùi Thị Đục, xóm 8, Nguyễn Thị Hành, xóm 4, Nguyễn Thị Mứt, xóm 6, Nguyễn Thị Lụa, xóm 8.